ra đây thì công việc ở đây luôn hả? Tôi hy vọng lấy được công việc này á. Ủa? Ủa? Đây không dám ăn dép được hả? Thằng máy này cơ, an toàn không nhỉ? Không sao đâu anh. Cái gì vậy? Cái dây có chắc không vậy? Tiếng gì vậy? Yeah.